Đối với mỗi cầu thủ thì vai trò của đời sống tinh thần có thể được xem là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất. Đây có thể được xem là tác nhân có thể tác động trực tiếp tới phong độ cũng như màn trình diễn của các thủ trên sân bên cạnh những yếu tố liên quan đến chuyên môn. Và để có được nền tảng tinh thần vững vàng nhất thì gia đình có thể được xem là điểm tựa đối với rất nhiều cầu thủ, kể cả với những ngôi sao hàng đầu của châu Âu. Nếu không tin thì hãy cùng lắng nghe câu chuyện sau đây của Kevin De Bruyne nhé. Sẽ chẳng ai có thể bàn cãi gì về tầm ảnh hưởng của Kevin De Bruyne tới Man City là lớn ra sao trong những năm qua. Nhưng không phải ai cũng biết rằng để có được thành công như vậy thì ngôi sao người Bỉ đã mất một quãng thời gian không hề ngắn để có thể vượt qua được những tổn thương mà anh phải hứng chịu trong quá khứ của mình. Đó cũng chính là câu chuyện mà người hâm mộ của trái bóng tròn có lẽ vẫn còn ghi nhớ cho tới tận thời điểm hiện tại. Thời điểm những năm 2010-2011 có thể được xem là quãng thời gian mà De Bruyne đang dần tạo dựng nên được tên tuổi cho chính bản thân với vị thế của một trong những ngôi sao trẻ hàng đầu của bóng đá Bỉ. Những gì mà tiền vệ này đã làm được trong màu áo của câu lạc bộ Gong đã giúp anh thu hút được không ít sự chú ý của những ông lớn hàng đầu châu lục. Số tiền gần 10 triệu euro mà Chelsea đã bỏ ra để đưa anh về với xứ sở sương mù có thể được xem là khoản đầu tư cho tương lai của người từng được coi là Johan Cruyff của thời hiện đại. Nhưng ở thời điểm đó thì người hâm mộ còn cảm thấy ngưỡng mộ với chính tiền vệ trẻ khi mà tài năng này đã có một mối tình đơm hoa kết trái với người đẹp Caroline Linen từ năm 2010, tức giai đoạn mà De Bruyne mới chỉ có 19 tuổi. Người đẹp này thời điểm đó luôn đồng hành cùng sự nghiệp của chính tài năng người Bỉ, dù có là ở nước Anh trong màu áo Chelsea hay khi chuyển tới Đức thi đấu cho Werder Bremen theo dạng cho mượn. Thậm chí cả hai đã từng lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào đầu năm 2014, khi mà câu chuyện tình của họ vốn được cho là vẫn luôn tốt đẹp và có thể tiến tới bến bờ hạnh phúc với nhau. Nhưng bước ngoặt cũng đã diễn ra theo cái cách mà không ai có thể ngờ tới. Thời điểm đó thì De Bruyne cùng Thibaut Courtois đều vẫn thuộc biên chế của Chelsea. Tuy nhiên thủ thành người Bỉ lại đang thi đấu trong màu áo của Atletico Madrid dưới dạng cho mượn. Còn chân truyền đồng hương đang khoác trên mình màu áo của Bremen cũng theo một bản hợp đồng cho mượn. Khi đó thì cô bạn gái của De Bruyne đã có quãng thời gian tới với thủ đô của Tây Ban Nha để theo đuổi sự nghiệp trở thành một người mẫu của mình và có những cuộc gặp gỡ với Thibaut Courtois. Mối quan hệ ban đầu giữa hai người vốn chỉ là bạn bè bình thường, nhưng để rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén và điều gì tới cũng phải tới. Mối quan hệ giữa Caroline cùng với Courtois sớm gây ra sự chú ý với những người xung quanh vì chính De Bruyne cũng không mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra sự việc này. Một thời gian sau, Caroline đã lên tiếng đính chính mọi sự việc ở thời điểm đó và cho rằng những gì cô làm chỉ giống như sự trả thù khi mà chính De Bruyne đã từng ngoại tình với người bạn thân nhất của người đẹp này. Và cho tới thời điểm hiện tại thì những chia sẻ của Caroline về mối quan hệ của cô với Courtois có lẽ vẫn còn được rất nhiều người hâm mộ nhớ tới. Chỉ qua một đêm thì Thibaut đã cho tôi hạnh phúc bằng 3 năm ở cạnh Kevin cộng lại. Tôi có những cuộc nói chuyện vô cùng thú vị với anh ấy và có những bữa ăn ngon. Kevin thì dường như lại chưa từng làm được điều đó. Sau cùng thì dù đúng hay sai cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ được. Nhưng có một sự thật là De Bruyne đã phải hứng chịu những tổn thương về mặt tinh thần không hề nhỏ khi phải hứng chịu những sự việc ở thời điểm đó. Mối quan hệ giữa hai người đồng hương ở đội tuyển Bỉ cũng chính thức rạn nứt từ đây. Và cả hai dường như chưa từng được bắt gặp có những cuộc nói chuyện với nhau mỗi lần có mặt trên tuyển. Đã từng có thời điểm mà De Bruyne thẳng thắn chia sẻ về việc Courtois rời khỏi Chelsea rằng: "Tôi vui vì anh ta đã rời khỏi Chelsea vì chỉ có những người xuất sắc nhất mới có thể được thi đấu ở Anh. Thậm chí những tổn thương về mặt tinh thần này còn khiến cho tài năng người Bỉ không thể hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp của mình khi có cơ hội trở lại Chelsea." Để rồi bước ngoặt cuộc đời tài năng người Bỉ xuất hiện vào năm 2013 khi mà anh có cơ hội làm quen với Michel Lacroix, một người từng có thời gian phục vụ ở Học viện bóng đá Gong của Bỉ, cũng chính là nơi đã từng ươm mầm cho tài năng của De Bruyne. Tuy nhiên cách mà hai cái tên này làm quen với nhau trong quá khứ lại không đến từ mối liên hệ với câu lạc bộ Gong mà bằng một cách theo chính như De Bruyne chia sẻ là rất buồn cười. Tất cả đã bắt đầu chỉ bằng một dòng Twitter. Thời điểm đó thì tôi bắt đầu chơi cho Bremen và trên Twitter của tôi cũng chỉ có vài nghìn người đăng ký thôi. Rồi một ngày nọ tôi viết một dòng trạng thái bình luận về một trận đấu lên đó và một cô gái xinh đẹp đã vào thả tim. Bạn bè tôi bắt đầu đều trêu chọc rằng cô ấy đẹp đó và tôi cần phải phản hồi lại cái tim đó. Ngay đến đây thì mọi người có lẽ cũng phần nào mường tượng ra được câu chuyện rồi đúng không? De Bruyne khi đó đã để cho người bạn của mình viết ra những lời đầu tiên với mục đích không gì khác ngoài cố gắng làm quen với vợ tương lai của chính mình. Để rồi cũng chỉ cần vài tháng sau để tiền vệ người Bỉ cùng với Michel Lacroix trở nên thân thiết và tiến xa hơn trong mối quan hệ tình cảm của mình. Thời điểm đó người đã giúp cho Kevin De Bruyne mở lời là Kenneth Starlin, một người đồng đội với Kevin trong màu áo Gong, cũng đã có những chia sẻ rằng nhờ có Michel mà Kevin đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu ấy đã cởi mở và giao tiếp nhiều hơn với tất cả mọi người. Điều này khác hẳn với thời điểm cậu ấy bắt đầu sự nghiệp khi mà cậu ta cứ như vô định, như những đám mây vậy.
Chính bản thân tiền vệ người Bỉ có lẽ cũng cảm nhận được tầm ảnh hưởng của người đẹp này tới cuộc sống cũng như sự nghiệp của mình thời điểm đó. De Bruyne vượt qua những áp lực về chuyện tình cảm trong quá khứ để đưa ra quyết định cầu hôn cô bạn gái xinh đẹp của mình vào cuối năm 2016 ở trong một nhà hàng lãng mạn dưới chân tháp Eiffel ở thủ đô Paris. Đám cưới của cả hai đã được tổ chức một cách trang trọng vào năm 2017 ở Italia và nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn bè với đồng nghiệp. Cần phải nói thêm rằng chính tiền vệ người Bỉ đã thừa nhận nếu như vợ anh không mang thai thì chưa chắc anh đã lựa chọn gia nhập Man City từ Wolfsburg vào năm 2015. Đó là thời điểm mà Paris Saint-Germain, Bayern Munich cùng với nửa xanh thành Manchester đều muốn có được sự phục vụ của tiền vệ người Bỉ. Nhưng để rồi những khó khăn khi cặp đôi đang mang thai đứa con đầu lòng đã khiến cho De Bruyne buộc phải đưa ra quyết định và lựa chọn Manchester là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Cô ấy đã hy sinh mọi thứ ở tuổi 19 để có thể giúp tôi theo đuổi được ước mơ cùng với đam mê của mình. Chúng tôi đã luôn đồng hành và sát cánh cùng nhau trong cuộc hành trình này. Tôi ngưỡng mộ và dành sự tôn trọng cho cô ấy. Cô ấy cũng đã giúp tôi thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình và biết quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Thực sự tôi không biết rằng mình sẽ như thế nào nếu cô ấy không xuất hiện trong cuộc đời. Có lẽ cũng không quá khi nói rằng sự xuất hiện của Lacroix đã thực sự trở thành một bước ngoặt cho sự nghiệp của đùi áo số của tiền vệ người Bỉ. Không khó để nhận ra rằng kể từ khi có sự đồng hành của Lacroix bên cạnh thì De Bruyne đã có thể hoàn toàn tập trung vào việc phát triển chuyên môn bản thân để có thể gặt hái được liên tiếp những thành công trong màu áo của Man City. Nhưng để rồi kể cả khi đã gặt hái được những thành công thì Lacroix vẫn luôn là điểm tựa vững chắc trong từng khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày của tiền vệ người Bỉ. De Bruyne đã từng chia sẻ trong chính cuốn tự truyện của mình rằng anh đã hòa khóc như một đứa trẻ khi thông báo cho vợ rằng bản thân đã dính một chấn thương khi vợ mới chỉ sinh đứa con thứ hai đúng một ngày trước đó. Trong cuộc gọi với vợ mình khi đó thì chính người bạn đời của De Bruyne cũng không tin được rằng người chồng của mình lại đang khóc vì chấn thương, bởi anh hiểu rằng đó sẽ là thời điểm mà vợ mình sẽ phải cùng lúc chăm sóc tới 3 người đàn ông trong gia đình. Michel đã giúp tôi trưởng thành theo những cách tôi đã từng nghĩ tới, nhưng lại chưa bao giờ biết cách để bày tỏ. Cho tới lúc này thì có lẽ chưa khoảnh khắc nào De Bruyne cũng cảm thấy tự hào vì bên cạnh mình có một người bạn đời thấu hiểu và biết cách quan tâm chăm sóc anh như cái cách mà Michel Lacroix đã làm. Có lẽ đối với cả chính chúng ta, những tín đồ trung thành của Túc Cầu Giáo cũng cần gửi tới người vợ của De Bruyne một lời cảm ơn vì cô đã góp phần không nhỏ trong hành trình tạo nên một trong những chân truyền xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá đương đại. Và với những gì mà tiền vệ người Bỉ đã làm được trong sự nghiệp của mình thì có lẽ sẽ có không ít những ngôi sao của làng Túc Cầu có thể coi đó làm tấm gương để tìm kiếm một bến bờ hạnh phúc cho riêng mình trong tương lai gần.